Anh tên là Phong. anh Phong Ngoại Long, chú Phong Ngoại Long. đấy, anh Phong ở Hà Nội đấy, anh em ở Hà Nội đây đến lấy này, mấy anh em cùng Thơm thật. anh Phong sang lấy mang về. Không, tôi quay đây cũng có sợ anh em lại bảo là thằng nó quay vớ vẩn xong nó đút tủ tủ lạnh. Thấy được cái thấy tầm sáng này luôn. nếu mà như em mà đi đánh ở hồ dịch vụ thì nó phải được tầm buổi rưỡi 2 buổi anh. Nếu mà như này ấy, nếu mình bởi vì anh câu chơi anh chỉ có 2 cần thôi ấy. Vâng. Anh thì nhiều cần nhưng anh chỉ mang 2 cần đi Anh về thôi. nhà nhé, bắt đầu anh dàn mỏng cái này ra anh cho vào ngăn đá. Ừ đấy, anh phải cho ngăn Xong đá. đến lúc anh giã đông ra thì nó bị nhão. Như này là câu vừa này, nhưng mà đến Ừ. lúc anh giã đông ra bị Thế nhão. có phải cho thêm gì? Nhão thì anh trộn thêm chấp dầu nhé. Chép tàu á? Và Bởi vì anh cũng đang bữa trước anh đang định có hỏi chấp em. dầu giống như cái kìa. Đấy, em vứt được cái kìa. Nhưng mà anh đang định hỏi em đến đây đấy, nói đến chép tàu anh định hỏi là ở đây gần gần đây chỗ nào mua, bởi vì kiếm ở loanh quanh ở đây không thấy chép chép tàu đâu. Anh lấy luôn kìa, 15.000 một gói. Ừ thế thì tí nữa cho anh Hôm nào em hai đi em lấy gói. sau. Bởi vì cái này là em chỉ lấy hộ anh em thôi. Ừ thế Bởi thì anh vì em có mấy cái hướng dẫn mà mấy ông lấy lăng xê ấy, là em có đưa cho qua qua hướng dẫn qua qua. Nó có cái đấy nên là em mua về ông nào bảo em hỏi là có mua được không, nếu mà không mua được thì em gửi. Thế thôi. không anh tìm kiếm loại khác thì có những cái chép tàu đấy, có nhìn cái bởi hôm trước là em cắt vỏ ra anh nhìn anh bảo đúng rồi nhưng mà không thấy nó loại đấy. Đấy, bình quân mỗi hôm đi trộn hồ em chỉ khoảng tầm này một nửa chỗ Anh này. mà đi thì anh mà đi cái này câu được cả tay, Và nó mùi này câu câu được cả câu tay, đại được á. thế mà anh chỉ dùng cái này thôi nếu phần ba thế này phải 3 lần đi đánh. Tức là về bây giờ đang thấy bảo lên về tủ lạnh thì to để vào ra thì vừa dồn ra được độ khoảng 3 lần đi đánh. Ngọc Long anh chạy sang đây thì gần không? Đoạn thì Thế tại em bảo phương vì canh thì anh vàng bảo vàng luôn thì chắc là ok. Hà Tư canh đi vào. Dạ rồi.